tôi. Nhiệm vụ của bạn là chờ xem trong số 84 người cùng chơi có ai không thể vượt qua được câu hỏi số 2. Để giúp bạn ở phía trước, bạn cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn với số ít người cùng thi đấu với bạn, chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy là câu hỏi số 2 này thì có 35 người trả lời sai và chúng tôi xin chúc mừng 49 người cùng chơi. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, bây giờ là thời điểm mà chúng tôi sắp sửa phải nói lời chia tay quý vị, cũng như trong những chương trình lần trước. Thì trước khi nói lời chia tay quý vị thì chúng ta hãy cùng nhau tìm ra người cùng chơi xuất sắc nhất trong chương trình. Và chúng tôi xin được thông báo là người cùng chơi xuất sắc nhất trong chương trình sẽ nhận một phần thưởng trị giá 5 triệu đồng từ ban tổ chức của chương trình. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng người chơi ở vị trí số 63. Xin chúc mừng. Chúng tôi bắt tay người chơi chính, chắc chắn là như vậy. Chúc mừng người chơi chính, bởi vì bây giờ với nỗ lực của mình thì bạn vẫn tiếp tục ở lại với chúng tôi. Chắc chắn là bạn sẽ thi đấu trong chương trình kỳ tới với những người cùng chơi còn lại của chúng ta. Cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Do sức nóng của cái ghế và đông người nên lúc đầu em hơi run. Nhưng mà bây giờ thì đỡ đi một xíu vâng. Và chắc chắn là trong chương trình kỳ tới thì nó còn đỡ hơn rất nhiều. Và bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn không còn run một chút nào khi bạn trở thành người chiến thắng chương trình kỳ tới. Rất mong là sau một tuần nghỉ ngơi, có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi người thì bạn có thể chơi tốt hơn nữa trong chương trình kỳ tới. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, chúng tôi một lần nữa nói lời cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo dõi Đấu Trường 100. Chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị quan tâm đến chương trình, mong muốn là đăng ký để tham dự chương trình, có thể truy cập website www.songvangproduction.com.vn. Còn bây giờ thì chúng tôi nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin chào.